đó chị, bắt đầu là họ kéo cái rồng rọc kia đó, họ kéo cho cái trụ nó ôm sát vô những cái trụ đã đóng rồi. Rồi, kéo cho nó sát vô nha, kéo cho nó sát vô, siết chặt lại luôn, siết chặt lại luôn, siết chặt lại luôn đó. Rồi bắt đầu hạ xuống, hết rồi. Nhưng bắt đầu bây giờ là họ sẽ lấy cái búa, gọi là cái búa thế ha, đóng xuống.
thì có nước nữa anh chị ha. Khi nó đóng xuống thì càng có nước làm cho cái lỗ nó mềm luôn. Và nước thì nằm trong lúc dưới kia bơm lên